quý vị, vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày 22 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 1 tháng 7 năm Đinh Dậu. Kính thưa quý vị, Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, trụ thế 80 năm, 60 năm Hà Lạc. Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, thế danh là Lê Minh Tuyền, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1938, Mậu Dần, tại thôn Đinh Hội, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ngày xuất gia năm 7 tuổi, năm Ất Dậu, tại chùa Bồ Tít thuộc thôn Bình Liêm, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Năm 1974, Hòa Thượng đến du học tại Nhật Bản và lưu trú đến ngày hôm nay. Vì tuổi cao sức yếu, Ngài đã nhuận thế vô thường viên tịch vào lúc 3 giờ 35 phút sáng ngày 22 tháng 8 năm 2017, nhằm ngày 1 tháng 7 năm Đinh Dậu, trụ thế 80 năm, 60 năm Hà Lạp. Hôm nay, tại chùa Liên Hoa, chúng tôi có cơ hội gặp được Hòa Thượng Thích Nhân Thành. Kính thưa Hòa Thượng, một trong những vị Hòa Thượng đã cùng với Hòa Thượng một thời gian dài tu tập tại Nhật Bản, và sau đó thì Ngài ở lại Nhật Bản và hành đạo cho đến ngày hôm nay. Hôm nay được trước cái tin buồn như vậy, Hòa Thượng muốn có đôi lời gì với khán thính giả hôm nay, thưa Hòa Thượng? Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Tôi quen với Hòa Thượng Minh Tuyền vào mùa hè năm 1970. Khi mà tôi đi qua ở bên Nhật học thì lại gặp Hòa Thượng Minh Tuyền đi hành hương với cùng với phái đoàn của Hòa Thượng Viện Chủ trên chùa Nam Thiên Nhất Trụ ở trên Thủ Đức đó. Ông cũng dẫn phái đoàn, trong đó phái đoàn hành hương sang Nhật Bản, thì trong đó có Hòa Thượng Minh Tuyền đó. Và sau đó thì Hòa Thượng Minh Tuyền xin ở lại Nhật. Rồi từ đó tới sau đó thì cũng nhân cái dịp mà tình thế nó cũng hơi lộn xộn, thì ở Nhật thì Hòa Thượng Minh Tâm với tôi với lại Hòa Thượng Minh Tuyền được họp lại tất cả các thầy, cũng là khoảng mười mấy thầy họp lại làm cái chi bộ Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản. Thế lần cuối cùng Hòa Thượng gặp được Hòa Thượng Thích Minh Tuyền là cách đây bao lâu rồi, thưa Hòa Thượng? Cách đây đó chừng mấy tháng à. Hòa Thượng mỗi năm Hòa Thượng Minh Tuyền qua bên đây đấy, vận động kiếm ít tịnh tài và đấy hoàn tất cái ngôi chánh điện ở bên Tokyo đó. Thì mỗi khi mà ông qua bên đây thì ông ngủ ở chùa mình, ông ở chùa mình. Cũng vui, nhưng mà bây giờ thì ông đã tây quy rồi. Thì mình cũng buồn vậy ha. Thế thưa Hòa Thượng, trong số tất cả các vị tu sĩ đi đến du học tại Nhật Bản thì đến bây giờ chỉ còn có một mình Hòa Thượng Thích Minh Tuyền là còn trụ lại Nhật Bản phải không, thưa Hòa Thượng? Dạ vâng đó. Còn đi theo cái lớp của tôi thì chỉ còn có Hòa Thượng Minh Tuyền thôi. Ở bên đó cũng còn một ngôi chùa ở Tokyo nữa. Kính thưa quý vị, trước năm 1975, trong số những vị tu sĩ Phật giáo trẻ đến du học tại Nhật Bản, có Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Ngài đã ra đi mấy năm trước. Đến bây giờ còn lại Hòa Thượng Thích Chân Thành, Hòa Thượng Thích Như Điển, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc ở tại Australia, ở tại Đức, và Hòa Thượng Minh Tuyền. Thì đây là một trong những vị tu sĩ đã gắn bó với nhau trong một cái suốt đoạn đường rất dài trước năm 1975. Hôm nay trước tin buồn, một trong những người bạn thân tình với Hòa Thượng đã ra đi. Nhân cái đau buồn đó, Hòa Thượng muốn nói với điều gì với tất cả khán thính giả hôm nay, thưa Hòa Thượng? Anh Di Đà Phật thì dĩ duyên là mình cũng thương tiếc đó, nhưng mà tất cả đều là vô thường. Trong cái sự vô thường này thì tôi xin chấp tay nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo tiễn đưa giác linh của Hòa Thượng Minh Tuyền, Cao Đăng Phật Quốc, và cũng chia buồn với tất cả các đệ tử, những người quen biết với Hòa Thượng Minh Tuyền ở đây cũng như ở Nhật, và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc và cố gắng. Nếu lúc nào mà quý vị nhớ tưởng đến vị thầy của mình á,
thì quý vị ngồi yên lặng rồi nói chuyện với Đức Phật A Di Đà, nói chuyện bằng cách niệm Phật, rồi cái nguyện cầu hồng ân tam bảo của ngài tiến đưa giác linh của hòa thượng Minh Tuyền về Phật quốc. A Di Đà Phật, tôi dự định nhân cái ngày lễ Vu Lan năm nay, ngày lễ Vu Lan chùa Liên Hoa sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ ngày mùng 10 tháng 9 năm 2017 vào ngày Chủ nhật đó. Nhân cái dịp này để chúng ta cầu nguyện chư Phật, Đức A Di Đà Phật tiễn đưa giác linh của ngài về an vị ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Kính thưa quý vị, hàng năm đại lễ Vu Lan đã được trang trọng diễn ra tại chùa Liên Hoa, và có thể nói qua ba thập niên vừa qua không có năm nào là không đông đủ đồng hương Phật tử đến để cùng nhau mừng ngày đại lễ Vu Lan. Năm nay cũng theo như truyền thống của chùa Liên Hoa, ngày 10 tháng 9 năm 2017 vào lúc 11 giờ đại lễ Vu Lan sẽ được trang trọng diễn ra tại khuôn viên của chùa Liên Hoa. Thưa Hòa Thượng, năm nay trong tinh thần của chùa Liên Hoa, đại lễ Vu Lan sẽ được trang trọng diễn ra như thế nào thưa Hòa Thượng? A Di Đà Phật thì cũng như hàng năm á, chùa nào cũng có tổ chức lễ Vu Lan hết, thì chùa Liên Hoa cũng vâng theo lời của Đức Phật dạy thì mình cũng tổ chức trong cái mùa lễ Vu Lan này. Thì mùa lễ Vu Lan thì chùa Liên Hoa sẽ được tổ chức vào 11 giờ ngày mùng 10 tháng 9 2017, tức là ngày Chủ nhật đó. Thì cũng như tất cả mọi năm, sau khi làm lễ xong rồi có bữa cơm đạm bạc như thường lệ đó. Mục đích của lễ Vu Lan là nó có từ thời của Đức Phật đó. Đức Phật đã dạy mình biết ơn, là con người không sinh ra từ nơi lòng đất, từ nơi trên trời, từ nơi cây, mà sinh ra từ lòng mẹ. Thưa Hòa Thượng, trong cái tinh thần báo hiếu nhân mùa Vu Lan năm nay, Hòa Thượng mới muốn gửi đến đồng hương Phật tử, đặc biệt là Phật tử chùa Liên Hoa những điều gì thưa Hòa Thượng? A Di Đà Phật, nhân cái mùa lễ Vu Lan năm nay, tôi cũng chắp tay cầu nguyện mười phương chư Phật thùy từ lăng mẫn tiếp độ tất cả các hương linh an vị trong cái chùa Liên Hoa này được sớm siêu sanh về lạc quốc, và đặc biệt là nhân cái dịp mùa lễ Vu Lan này, chúng ta cũng giữ tâm thật thanh tịnh, nguyện cầu Đức A Di Đà Phật tiễn đưa giác linh của Hòa Thượng Minh Tuyền cao đăng Phật quốc. Bởi vì tôi ông ngày xưa cùng chung trong một chi bộ, mà chi bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Nhật Bản. Thành những lúc mà vui cũng thật là vui, mà những lúc khổ cũng rất là khổ, chia ngọt xẻ bùi với nhau. Mùa lễ Vu Lan năm nay, tôi kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy nhất tâm cầu nguyện cho cái tham vọng độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc không thể thực hiện được, và cầu nguyện cho nhân dân Việt Nam giải thoát cái ách tai nạn do cái tập đoàn Cộng sản đang thống trị trên quê hương Việt Nam, để nhân dân Việt Nam có được cuộc sống tự do dân chủ như tất cả các nước văn minh trên thế giới. Kính thưa quý vị, đại lễ Vu Lan năm nay sẽ được trang trọng diễn ra tại khuôn viên của chùa Liên Hoa. Chắc quý vị đã biết chùa Liên Hoa tại lạc trên con đường Bisbee của thành phố Garden Grove. Đại lễ Vu Lan trang trọng diễn ra từ lúc 11 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2017. Một lần nữa chúng tôi mời gọi và hy vọng quý vị sẽ có mặt cùng với chùa Liên Hoa trong ngày đại lễ Vu Lan, và chúng tôi cũng cầu mong tất cả các ơn trên gia hộ cho quý vị cùng với chúng tôi giữ buổi cơ.
cơm chay thanh tịnh tại chùa Liên Hoa nhân mùa Vu Lan. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.